Dạ, con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây nha. Thì ngày hôm nay con có đến địa điểm vườn kiển rất là quen thuộc ở trên kênh với cô chú là vườn của anh Nhân nha. Ở Lấp Giò Đồng Tháp với cô chú. Thì ngày hôm nay anh Nhân cũng rất là đa dạng mặt hàng cây kiển để giao lưu với cô chú anh chị mình, đặc biệt là được hai cây bông trang mâm kiển cổ tứ diện với cô chú, rất là đẹp. Cây nó cũng rất là già luôn với cô chú ơi. Cũng đa chủng loại để với cô chú anh chị mình chọn lựa ha. Bọc rừng lá nhỏ đây. Cây bông trang, cây hành thẩm rất là nhiều với cô chú. Thì để biết thêm thông tin chi tiết rõ ràng về thông số từng cây thì con mời biết cô chú anh chị mình gặp nhà vườn nha. Rồi em chào chị ơi. Xin chào quý cô chú anh chị em đến kinh Lục Tỉnh Miền Tây. Mình bên cảnh Nhân Trần. Dạ. Hôm nay mình có một số cây xin được giao lưu cùng quý cô chú anh chị em. Dạ. Số điện thoại mình là 0382354700 và đây cũng là số Zalo của mình nha cả nhà. Dạ. Rồi giờ xin được giao lưu với cả nhà mã số 1. Một cây trà Phúc Kiến với cô chú. Cây trà Phúc Kiến mã số 1. Cây thành phẩm đẹp rồi với cô chú. Đây cây nó đang ôm bông ôm trái rất là nhiều đây. Trái chín màu đỏ, cái trái của nó mình ăn được nha với cô chú. Đặc biệt là cây nó rất là già. Dàn chân đế nó cũng đều đây với cô chú. Rồi cây này có vành cổ là 25. 25 cm. 25 là cái vành cổ với cô chú, còn cái vành chú đế là nó sẽ to hơn nha với cô chú. Rồi, chiều cao là 136. Tán ngang là mình theo cành lá này nghe, là dạ. 106. Dạ, từ cái đỉnh xuống tới cành gớt với cô chú. Cây này là giá 2 triệu. Giao luôn cả nhà, cây này thì mình rút chậu nha cả nhà, rút chậu bó bầu. Rồi, 2 triệu đồng rút chậu bó bầu. Rồi trong qua mã số 2 luôn. Này mã số 1. Mã số 2. Một cây đây. Phát tài. Bề phát tài. Nguyên một cái bệ gừng luôn với cô chú. Rồi bệ phát tài này rất là đẹp cả nha ơi. Bệ phát tài này là có hoành cổ là 75. Để em đo tổng thể luôn nha cả nhà. Dạ, hoành cổ 75. 75. Cao là 35. Và giao lưu cả nhà là 500k. Rút chậu luôn nha cả nhà. Rồi 500 ngàn rút chậu bó bầu với cô chú. Rồi mình đổi cây luôn chị ha. Rồi mã số 3 là một cây trà Phúc Kiến đó cả nhà. Cây này cũng già cây lắm luôn nè. Tàn đẹp nè cả nhà ơi. Đế đẹp. Mà cái này thì hơi bị lũa cả nhà. Lũa mà đều kéo hết trơn này cả nhà ơi. Đây, nó bị lũa cái đường này nhưng mà nó sành hết tại biết cô chú. Không có ảnh hưởng gì hết với cô chú ơi. Cây mình đang sống khỏe sống tốt cả nhà. Cây này là bao sống. Lũa nó kéo sành đá trơn cả nhà ơi. Rồi cây này mình có hoành cổ ở đây là 27. 27 cm. Chiều cao là 75. Tán ngang là 60. Thì cái này giao lưu với cả nhà là 520k. Giao ship luôn cả nhà. Giá 520 thôi với cô chú ơi. Cây này tiền ship nó cũng rất là cao nè với cô chú, tại vì cái phơm tàn nó cồng kềnh. Cây này có mã là số 3. Mã số 3. Rồi, xin qua cây bên số 4 luôn. Số 4. Cây trời mồi. Trời mồi, cây nó đang mang trái nè với cô chú. Đây trái rất là nhiều. Trái này là cô chú anh chị mình chơi tới Tết luôn đó với cô chú. Trái thì thường tới 6 tháng mới tàn nè cả nhà. Rồi cái này mình có hoành cổ là 9 cm. 9 cm. Cao là 80. Ngang là 29 nha cả nhà. Rồi cái này có giá là 200k, bao ship. 200 ngàn thôi với cô chú. Rồi cái này là mã số 4 nha cả nhà. Rồi chị xin mã số 5 luôn. Số 5 số cũng 5. Là chùm mồi với cô chú. Cây chùm mồi này cũng già cây lắm cả nhà ơi. Dòng này là dòng trái không nha với cô chú anh chị. Đây những cái bông này thì nó sẽ đậu trái nha. Y gan như cái cây vừa rồi con mới quay nha với cô chú anh chị. Cây chùm mồi này thì mình tàn mình có vô dây sữa nha cả nhà. Chị em về là chơi thôi. Rồi cái này có hoành cổ là 20 cm. 20 cm ta. Đây rất là to với cô chú. Cao là 60. Cao gì là 60 cả nhà. Đây. Tán ngang là 56. Ngang gì là 56 này. Dạ rồi. Rồi. Cái này có giá là 300k. Dạ 300.000 thôi. Rồi bao ship luôn cả nhà. Cái này là mã số 5. Rồi xin mã số 6 luôn.
mã số 6. Cây này nhìn nó dài như một con thú, nó chồm xuống sông nó uống nước gì đó với cô chú. Một dáng, một cây dáng gió lùa với cô chú ơi. Cây này già cây lắm luôn cả nhà ơi. Quá đẹp. Rồi cây này có dài là 90. Rồi chiều dài là 90. Ngang là 45. 45. Cao cũng 45 luôn. Cây này có giá là 450k, bao ship rồi cả nhà. Rồi cây này là mã số 6. Rồi xin qua mã số 7 luôn. Mã số 7. Cây này cái gốc rất là to nè quý cô chú anh chị. Cây này già cây lắm luôn rồi cả nhà. Mà giá thì nó cũng phải chăng thôi, rất hợp lý đây với cô chú anh chị mình chốt vậy, những cây này về mình chơi với cô chú. Rồi cây này có hoành cổ, hoành cổ là 24. Mình đo đây như cái nhà là 24. Cao là 38. Tán ngang là 59 nha. Cái này có giá là 350k, bao ship luôn. Cái này thành phẩm rồi nha cả nhà. Mình vô dây là chính tàn thành phẩm rồi đó, đem về là chơi thôi. Cắt liền. Rồi chị mã qua số 7 luôn. Mã số 7. Rồi mình qua cây mã số 8 luôn chị ơi. Rồi cái mã số 8, cây trời mồi. Đây cây này nó cũng đang cho bông chuẩn bị vô trái nè quý cô chú anh chị. Cây trời mồi. Trong tin cái thiên dây này. Mã số 8. Cây trời mồi. Này cỡ gì? Đây, hoành này thì nó cũng cỡ 17 18 đó quý cô chú. Cũng rất là to nha. Nó cũng ngang ngửa như những cây kia thôi. Chiều cao và tán ngang nó cũng tầm khoảng 50 chị ha. Rồi cây này thì có giá là 200k. Dạ, 200k. Bao ship rồi cả nhà. Mã số 8. Rồi cho mã số 9 luôn. Số 9 cũng là một cây chòm mồi với cái đó. Cây chòm mồi. Chòm mồi là trái đỏ cả nhà. Cây này trái đỏ. Bông đỏ trái đỏ luôn. Cây này già cây lắm rồi cả nhà ơi. Rồi cái này của hoành cổ là 18. Cao là 30. Tán ngang cũng 30 luôn. Cái này có giá là 300k, bao ship rồi cả nhà. Cây này bông đỏ trái đỏ luôn đó. Rồi. Cái này có mã là số 9. Mã số 9 nha cả nhà. Rồi cho xin mã số 10 luôn. Rồi mã số 10. Một cặp chùm mồi với cô chú. Cặp chòm mồi đây cả nhà ơi. Vô dây thành phẩm luôn cả nhà. Nhìn rất dễ thương. Đây. Cây này của hoành cổ là 9 cm. 9 cm chiều cao là 34. Chiều cao 34 nha cả nhà. Này tán ngang là 16. Rồi cái này giao lưu với cả nhà là 160k. Bao ship. Mã số 10 nha cả nhà. Mã số 10. Rồi. 160 thôi cô chú. Qua mã số 11 luôn. 11 là cây liễu gũ. Mã số 11. Cây này có thằng con nè, nhìn dễ thương không? Rồi cây này là có hoành cổ là 13. Hoành cổ là 13. Cao là 89 nha cả nhà. Tán ngang là 35. Rồi cái này giao lưu cả nhà là 180. 180 ngàn. Bao ship nha cả nhà. Rồi cái này là mã số 11. Rồi xin mã số 12 luôn. Một củ lộc vừng với cô chú. Một củ lộc vừng đặc quẹo luôn. Mã số 12 của lộc vừng. Lộc vừng này đế đẹp cả nhà ở đây. Một nguyên củ luôn, rất là đẹp luôn. Thì ghê như một con ếch nó ngồi luôn với cô chú. Thank you.
Rồi cái này có bình cổ là 24 cả nhà, bình cổ 24. Cao là 36. Rồi. Tán ngang là 50. Cây này là giao lưu cả nhà là 400k. 400. Bao ship cả nhà. Rồi cái này là mã số 12, mã số 12. Thì xin mua mã số 13 luôn. 13 cũng là cây lộc rừng, cây này nó có cái co quái nè quý cô chú anh chị. Co này rất là đẹp nha. Cây này thì em vô dây rồi cả nhà ơi. Đế cũng rất là quái đẹp luôn này. Rồi, cây này là hoành cổ là 19 nha cả nhà, hoành cổ 19. Chiều cao là 60. Còn tán ngang là 50. Cây này là mã số 13. Em vô lưu với cả nhà là 350. Cây này cũng già cây lắm cả nhà ơi. Rồi cho bên xem mã số 14 luôn. Mã số 14, cây lập vừng. Cây này cái củ nó cũng tròn do luôn rồi quý cô chú anh chị. Cây lập vừng này đế quái quá cả nhà ơi. Đế quái mà đẹp nè, học nồi luôn. Chi tàn là đẹp luôn. Cây này về cả nhà thay chậu nhỏ như thương lắm nè. Rồi cây này có hoành cổ mình ra trên này là 18 cả nhà. Trên này. Rồi cao là 27. Cái này giao lưu cả nhà là 200k, bao ship. Rồi cái này có mã số là 14 nha cả nhà. Rồi xin mua mã số 15 luôn. 15, rồi cây trang đỏ xưa với cô chú anh chị, cây hành phẩm rồi. Đây cái vàng xương dâm của nó là dày bịch luôn nè quý cô chú anh chị. Không có chống mặt nào hết nha. Rồi chị quay giùm em một vòng đi. Để cô chú anh chị mình xem rõ cái vàng xương dâm của nó. Cây đã thành phẩm hết rồi quý cô chú anh chị. Cái này thì bên nhà vườn được một cặp đang là quý cô chú, mình chốt một được hai cây luôn, mình chơi là nó rất là tương xứng luôn quý cô chú. Rồi cái này có bành cổ là 12. Cao là 40. Tán thì mình đào đâu thôi, chiều dài gì là 65. Cái này thì bao ship 550k cả nhà ơi. 550. Bao ship toàn quốc luôn quý cô chú. Mã số 15. Rồi, cái mã số 16 mình có đồ công trang luôn. Đây, mã số 16 đế đẹp rồi cả nhà. Đế rất là đẹp. Cây này già cái lắm luôn rồi nè. Cây này nếu mà cả nhà mua chung cặp với cây công trang nãy là mình bớt cho cả nhà tiền ship 100.000 nha cả nhà. Có khuyến mãi khi cô chú anh chị mình chốt một cặp luôn nha. Rồi cái này thì hoành cổ là 12. Cao 40. Rồi tán ngang gì là 75. Cái này thì giao lưu cái nhà là 450. Mã 16. Rồi cho xin cô nhắm 17 luôn. Cái bông giấy 17, một cái bông giấy Mỹ Gin. Đây. Con giấy đế quái nè cả nhà. Tàn thì em vô dây luôn mà. Rồi cái này có hoành cổ, hoành cổ là 12. Nói trên này là 12. Cao là 40. Ngang có 40 luôn. Cái này giao lưu cả nhà là 200k. 200.000 cho mã số 17. Rồi mình đổi cây luôn chị ha. Rồi qua 18. Mã số 18. Cái bông giấy. Cây đã được vô dây chỉnh sửa, chỉnh chu hết rồi nè quý cô chú anh chị. Rồi cây này có hoành cổ là 14. Em ra trên này nha cả nhà, là 14. Cao là 44. Tán ngang gì là 50. Cây này cho luôn cả nhà là 200k. 200.000 quý cô chú ơi. Cây này là mã số 18. Mã số 18. Rồi xin mua mã số 19 luôn. Cây bông giấy. Mã số 19. Cây này nó đang cho bông nè quý cô chú. Nó đang cho bông lai gai ha. Những cái đọt non này thì nó sẽ ra bông thêm quý cô chú. Cây này cũng vô dây rồi cả nha. Vô dây và chỉnh sửa đàng hoàng thành hình chân rồi đó. Đây là chỉ đem gì là chơi thôi. Cây này là đế quái lắm luôn.
Rồi cái này mới hoành cấu là 20, ra trên này là 20. Cao là 50. Bán ngang gì là 60. Cái này vô đúng cái nhà là 350k. Mã số 19. Rồi xin mã số 20 luôn. Mã số 20. Mai chiêu thủy chung nu với cô chú anh chị. Đây, nó có nguyên một cục đế đặc vẹo gì luôn nè quý cô chú. Nguyên quạch đế cả nhà ơi, rất là đẹp, đế rất quái. Cái này già cây lắm cả nhà, mình lên nu cái chân nè, giáp mình luôn đó. Rất là già cây luôn. Rồi cái này em có hoành hoành gỗ đây là 34. Hoành rất là to quý cô chú. Cao gì là 26. Tổng ta tán gì là 69 vậy cả nhà. Hoành đế 69 chị ha. Rồi, cái này là giao lưu cả nhà là 400k. 400k, mã số 20. Rồi, qua xin mã số 21 luôn. Mã số 21. Cái này khi cô chú anh chị mình chốt thì bên nhà vườn sẽ bó bầu lại và đóng gửi đi cho quý cô chú anh chị mình nha. Còn bên nhà vườn để như vậy là để cho cô chú anh chị mình thấy rõ những cái dàn đế của cây ha. Nó rất là điều của quý cô chú anh chị. Rồi, cái này hoành cổ mình đó đây là 20. Cao là 36. Cái này vô lưu cả nhà là 350k. Bao ship luôn cả nhà ơi. Rồi cái này là mã số 21. Rồi xuống mã số 22 luôn. Mã số 22. Cây này cô chú anh chị mình có thể mình làm ra một cây trực lắc được nè quý cô chú anh chị. Ồ, đế quá đẹp cả nhà, mượt bạch đây nè. Đây cái vàng đế nó cũng đều. Đế đều quá đẹp luôn. Rồi cái này có bành cổ lại đây em đó đây là 25. Cao là 24. Cái này vô luôn cả nhà là 200k. 200k bao ship luôn cả nhà ơi. Cái này là mã 22 nha cả nhà. Rồi xin mã 23 luôn. Mã 23. Cây này nó cũng rất là liền bệ đâu biết cô chú. Đây mã 23. Cây này có bành cổ là trên này là 35 cả nhà ơi. Cao là 24. Rồi cái này cho luôn cả nhà là 250. Mã số 23 cả nhà. Rồi, mã số 24 luôn. Mã số 24. Rồi trải đế quá đẹp cả nhà. Nằm như một con thú luôn quý cô chú. Quá đẹp. Rồi cái này già cái lắm luôn á. Em đâu hoành cổ đây là 24 rồi cả nhà. Hoành cổ là 24, cao là 26. Rồi cái này vô luôn cả nhà là 350 luôn. 350.000 quý cô chú ơi. Mã số 24 rồi cả nhà. Rồi xin mua mã số 25 luôn. Mã số 25. Rồi mã số 25. Mã số 25 này là hoành cổ em đo dưới này. Dưới này là 16 cả nhà. Cao là 26, thì cái này giao lưu với nhà là 200k. Mã số 25. Rồi xin mã số 26 luôn. Mã số 26. Gốc quá đẹp cả nhà ơi. Đế trên cái đều hết trơn luôn nè, quá đẹp. Lên nu hết trơn nè. Rồi cái này có bình cổ 28 nữa cả nhà. Bình cổ như đó dưới này là 28 nè. Cao là 25. Rồi cái này cho luôn cái nhà là 200k luôn. Mã số 26. Rồi cho mã số 27 luôn. Mã số 27 là một cây dâu tầm ăn với cô chú. Rồi cái dâu tầm ăn luôn. Con tầm nó ăn lá dâu. Cây này già cây mới cả nhà ơi, rất là già cây luôn. Cốt cành nó cũng rất là to đây quý cô chú. Tàn nó đều mới cả nhà, tàn đều đẹp luôn.
Rồi cái này có vành cổ là 38 nha cả nhà. 38. Chiều cao là 53. Tán ngang là 56. Cái này vô luôn cả nhà là 900k bao ship. Rồi. Cái này có mã số mấy này mấy anh? Hai mấy? Mã số 27. Dâu tầm ăn. Rồi cho xin qua luôn. Mã số 28. Cây lộc vừng. Lộc vừng lá nhỏ với cô chú. Đây lộc vừng. Ừ, bạch quá đẹp cả nhà ơi. Bạch đế đẹp quá. Lộc vừng. Rồi lộc vừng này em có hoành cổ là 19. Em đó đây. Cao là 36. Tán ngang cũng 19 luôn. Cái này giao lưu cả nhà là 190k. Mã số 28. Rồi cho em quên xin mã số 29 luôn. Mã số 29 một cây lộc vừng. Cây lộc vừng quái luôn cả nhà ơi. Đây. Cái đọt nó rất đẹp ghê không. Rồi. Cái này có vành cổ là 19 nha cả nhà. Vành cổ là 19. Em đo theo chiều này, dài này nó là 50. Rồi cái này giao lưu cả nhà là 300k. Rồi em giao ship luôn. Cái này mã số 29 nha cả nhà. Rồi cho qua mã số 30 luôn. 30 cây lộc vừng. Cây lộc vừng luôn cả nhà ơi. Cây lộc vừng. Cái này của hình cổ là 16 thôi cho nên cả nhà. Rồi cao là 65. Tán ngang là 50. Rồi, cái này có giá là 200k cả nhà ơi. Em bao ship luôn. Mã số 30. Rồi. Mã số 31. 31, cây này là nó cái ghế nó đóng như một cây kiền ba chân luôn quý cô chú ơi. Đây ghế như quái cả nhà, đế quái này. Chi tàn em như dây gọi cho cả nhà ơi. Rồi cái này quanh cổm đó đây là 20. Cao là 38, ngang là 32. Thì cái này giao lưu cái nhà là 200k. Mã số 31. Mình vô cây 32 luôn chị ơi. Mã số 32 luôn. Cây nổ đồng tiền cả nhà. Cây này là rất là già cây cả nhà ơi. Nó lên xù, nhìn dưới đế này cả nhà. Nhìn đế một bạch luôn. Đây nó lên nguyên một bạch xù đây. Nguyên bạch xù nó nu là giáp mình nữa cả nhà ơi. Nu nu là giáp mình luôn. Rất là già cây luôn, cây gì là khó kiếm nha cả nhà. Thì cái dòng nổ đồng tiền này thì nó cũng vẫn có trái nha với cô chú anh chị. Cái trái nó màu trắng nhìn rất là đẹp với cô chú. Trắng như tuyết luôn với cô chú ơi. Rồi em đo hoành dưới này là 70. Cao là 150. Cái này giao lưu cả nhà là 1,2 triệu. Em bao ship. Cái này là mã số 32 cả nhà. Mã số 32. Rồi cho mình xin mã số 33 luôn. Mã số 33 cái lộc vừng. Lộc vừng. Vừng này em vô dây gọi cho cả nhà ơi. Mã số 33. Rồi, cái lộc vừng này em đâu hành tổng gì là 65. Cao là 100. Tán ngang là 80. Rồi cái này em vô luôn cả nhà là 1,2 triệu. Em bao ship luôn. Cái này thì mình cũng chậu quá bầu cả nhà. Rồi cái này mình số 33. Rồi mình vô cây tiếp theo luôn chị. Mã số 34. Cái bông trang. Cái này nhà vườn được một cặp lần nào biết cô chú. Kiển cổ mâm tứ diện biết cô chú. Rồi. Trang vàng lá nhỏ với cô chú ơi. Đây để con quay gần cho quý cô chú anh chị mình xem cái dàn mâm đó ha. Đây. Mâm chi cổ cả nhà. Mâm chi cổ. Chi cổ. Đặc biệt là cái góc nó nằm như một con quái thú nó nằm luôn nè quý cô chú. Nó chạy. Cái này mình có thể mình khai thác đế thêm ha, mình khai thác xuống nữa thì nhìn nó rất là đẹp quý cô chú. Rất là già cây. Một cốt vành khủng. Rồi cái này mình có vành cổ rồi, cái này là 26.
Dạ. Cao là 150. 26 là mình đo cây chăn chỗ này chị nha. Đúng rồi, 26. Còn nếu như mà cô chú anh chị mình đo ở đây là nó bự hơn nữa. To hơn với cô chú, tầm cả 28 tới 30 với cô chú. Chiều cao là 150. Rồi tán ngang nó là 80. Thì cái này em xin mà giao lưu chung cái nhà là một cặp cây này, hai cây luôn nha. Rồi mình đo ra hôm nay mình quay cây này rồi mình báo giá luôn chị ha. Đây cây này cũng rất là đẹp cả nhà ơi, già cái lắm luôn. Đây. Cây này gốc nó già quá, già luôn lên. Đế đẹp cả nhà, cây này đế đẹp nè. Chi cổ luôn. Rồi cái này có mã số 35 cả nhà. Rồi. Cái này em đã hoành như này là cổ này là 25. Hoành cổ 25. Là 25. Cây nó già, cây nó lên da me luôn, chảy chì luôn với cô chú anh chị. Già cây lắm luôn cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp. Đây bên này nó đóng nguyên một vệt già bá luôn với cô chú. Rồi này em đã hoành cổ là 25 cả nhà. Cao là 130. Cao 130. Tán ngang là 100. Thì cặp bông trang này em xin giao lưu cả nhà là 3 triệu. Cả nhà một cặp cho em giao lưu 3 triệu nha cả nhà. Còn nếu cả nhà mua riêng một cây thì em khi liên hệ với em sẽ tính cả nhà. Mình cũng vẫn bán nhưng mà mình thương lượng lại cái giá cả chị ha. Dạ. Tại vì mình báo giá một cặp thì cho nó ngợi hơn với cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình chốt về một cặp này thì mình chơi nó cũng rất là đẹp, tại vì nó cũng khá là giống nhau nha. Rồi vậy em xin kết thúc clip luôn nha cả nhà. Rồi cũng là cặp mã số cuối clip của mình luôn chị ha. Dạ xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Dạ rồi, con xin mến chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.